Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi Hồi ký lính chiến của tác giả Hồ Sơn Đại theo lời kể của Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang Triệu Xuân Hòa. Giọng đọc Hoàng Sơn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tập 2: Đội trinh sát đặc nhiệm chim én. Ngày 18 tháng 4 năm 1978, trưởng phòng quân báo Nguyễn Ngọc Lân cùng một số cán bộ của phòng đến chốt xóm Bưng giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Tôi được biên chế vào đội trinh sát đặc nhiệm luồn sâu mang tên chim én. Ban chỉ huy đội gồm Mê Hát Hùn, đội trưởng, Nhữ Xuân Xanh chính trị viên, bí thư chi bộ và tôi là đội phó phụ trách trinh sát. Anh Mê Át Hamun là người Campuchia, tham gia cách mạng Campuchia từ năm 1950. Năm 1954, anh tập kết ra miền Bắc học tại trường sĩ quan lục quân 1, sau đó làm huyện đội phó huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1970, sau khi Lon Non được Mỹ giật dây đào chính Norodom Sihanouk, anh về nước làm huyện phó huyện Miwut, tỉnh Kampong Chàm. Năm 1976, Mê Át Hò Un nằm trong số cán bộ bị Pol Pot thanh trừng, chạy sang Việt Nam xin trú lánh. Sau ngày 7 tháng 1 năm 1979, Mê Át Hò Un về lại tỉnh đội Kampong Thom rồi chuyển sang ngành ngoại giao, làm đại sứ tại Hungary. Trước khi nghỉ hưu, anh là cố vấn chính phủ hoàng gia, hàm bộ trưởng. Đội chim én có 16 cán bộ chiến sĩ, được tổ chức thành 3 bộ phận: trinh sát, xây dựng cơ sở, bàn đạp. Bộ phận trinh sát do tôi phụ trách có 4 người: anh Lũ quê tỉnh Tiền Giang, anh Đoàn Duy Dương quê tỉnh Thái Bình, anh Nguyễn Văn Được Việt Kiều Campuchia về Việt Nam năm 1970 và anh Kiên. Bộ phận xây dựng cơ sở do anh Mê Át Ho Un phụ trách có các anh Sanh Sa Riêng, Pao En. Pao En vốn là y sĩ quân đội Khmer Đỏ ly khai vùng Hun Sen chạy sang Việt Nam năm 1977. Năm 2017, anh được chính phủ Campuchia thăng quân hàm đại tướng. Bộ phận bàn đạp do anh Nhữ Xuân Say phụ trách gồm các chiến sĩ thông tin liên lạc, hậu cần, quân y phục vụ giữ cứ. Trong bộ phận này có y tá Chí quê Bến Tre, rất đẹp trai, thường gọi là Chí Con. Tất cả các thành viên trong đội chim én đều được lựa chọn có phẩm chất chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu cao và tự nguyện đăng ký tham gia đội công tác luồn sâu. Tuy nhiên, trong đội chỉ có mình tôi là người đã từng chỉ huy đội hình đi trinh sát luồn sâu, nắm địch. Còn các anh khác chỉ có một đôi lần đi trong đội hình trinh sát. Đặc biệt, các anh điệp báo trước đến giờ chỉ hoạt động trong vùng đô thị. Kinh nghiệm nắm tình hình xây dựng lực lượng tình báo, điệp báo rất tốt, nhưng kinh nghiệm trinh sát luồn rừng, luồn sâu hầu như chưa có. Khó khăn lớn nhất mà công tác đảm bảo hậu cần do đội hoạt động dài ngày sâu trong vùng địch kiểm soát, không có cơ sở tiếp ứng. Chế độ Pol Pot triệt hủy phương thức trao đổi tiền giấy, kinh tế hàng hóa và sở hữu tư nhân. Để giải quyết những khó khăn này, Thủ trưởng Phòng Quân báo chỉ thị đội khẩn trương huấn luyện bổ sung và chuẩn bị hậu cần đảm bảo cho đội ăn trong một tháng. Tại xóm Bưng, chúng tôi tranh thủ bồi dưỡng kỹ năng cắt rừng bằng bản đồ, bằng địa bàn trong điều kiện có mang vác vũ khí trang bị, học cách dò gỡ mìn, cách sinh hoạt bí mật trong vùng địch kiểm soát, cách tiếp cận đối tượng và xử lý tình huống. 5 giờ chiều ngày 20 tháng 4 năm 1978, đội chim én lên đường. Cùng đi với chúng tôi còn có một đội vận tải của tiểu đoàn trinh sát 47 do anh Cường, đại đội phó đại đội 1 phụ trách, làm nhiệm vụ mang lương thực thực phẩm dự trữ đến Bắc đường 7 thì bàn giao lương thực thực phẩm rồi quay trở lại Lộc Ninh. Xe chở chúng tôi đến đồn biên phòng Tà Nốt, từ đây bắt đầu hành quân bộ vượt biên giới.
nơi vượt là một nhánh sông Sài Gòn. Đang cuối mùa khô, nước chỉ ngang bắp chân. Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Lân tiễn chúng tôi đến sát đường biên giới. Ông bắt tay từng người, chỉ nói ngắn gọn, cố gắng. Đến trước mặt tôi, ông nắm chặt tay. Hòa chịu trách nhiệm chính trong việc lấy phương vị, cắt rừng, dẫn đường cho đội nhé. Nhiệm vụ của chúng tôi là sau khi qua biên giới, đoạn xã Lộc Tấn sẽ nhanh chóng vượt đường 7, đoạn Can Đăng, Đồng Mì Mốt, cắt rừng vòng lên bắc đường 7, đến hoạt động trong khu vực Đông Tây, đường Cụt Cra Đao, hướng chính bắc Mì Mốt, cách biên giới khoảng 20 km. Tại đây, đội thực hiện điều tra địa hình và dân tình, chuẩn bị bàn bạc bí mật, có thể chú ém lực lượng hoạt động dài ngày và tiếp tục vào sâu hơn, tìm dấu vết đi lại hoạt động của lực lượng ly khai, tình hình bố phòng của địch trong khu vực hoạt động, đối tượng liên lạc móc nối dự kiến là các nhóm ly khai thuộc vùng 20 Bắc Vreven và vùng 21 Pimot, nơi Pol Pot vừa thực hiện cuộc thanh trừng đẫm máu tại quân khu Tây Nam, quân khu Bắc, quân khu Đông, tức quân khu 203, buộc nhiều sĩ quan binh lính yêu nước phải chạy vào rừng, thành lập đơn vị ly khai. Yêu cầu đặt ra là hết sức tránh chạm súng, xóa mọi dấu vết qua các đường mòn có người đi lại, giữ bí mật mục đích hoạt động. Đội chim én được trang bị rất mạnh, có súng M79, tiểu liên AK, máy vô tuyến điện 81C dùng pin, min Claymore, lưu đạn, gạo, lương khô, thực phẩm khô, thuốc y tế, giống như hồi đơn vị hành quân đi bê chiến đấu thời kháng chiến chống Mỹ. Tổng trọng lượng mang vác của một người là trên 30 kg. Tôi được trang bị một súng ngắn K54, một súng M79 và 36 trái đạn, một bản đồ quân sự tỷ lệ 1/100.000, một địa bàn lương thực và quân tư trang. Đội chim én và đội trinh sát vận tải tổng cộng khoảng 30 người, giữ đội hình lầm lũi đi trong đêm. Tất cả đều được quán triệt hết sức thận trọng, không để ba lô và các trang bị cồng kềnh theo người, gây tiếng động khi luồn rừng. Mỗi khi có nghi vấn, chúng tôi đều dừng lại để kiểm tra. Đến khoảng 23 giờ thì vượt qua cánh rừng dầu, bắt đầu tiến vào khu rừng già. Thấy anh em đã thấm mệt, ban chỉ huy đội hội ý cho toàn đội dừng lại, ngủ tại chỗ, chờ sáng sẽ tiếp đến vị trí bản đạp, là điểm cao tám sóng. Chúng tôi yêu cầu các bộ phận phải tuyệt đối giữ bí mật và tổ chức canh gác chặt chẽ. Kiểm tra đơn vị xong, tôi ngồi dựa gốc cây nghỉ. Một lúc đã nghe tiếng ngáy của anh em. Rừng rậm muỗi quá nhiều, dù đã cài chặt tay áo, ống quần, bôi dầu chống muỗi thì muỗi vẫn cứ lao vào đốt. Phần vì lo nhiệm vụ, phần bị muỗi rừng hành, tôi gần như thức trắng đêm. Chính trị viên Nhữ Xuân Say cũng vậy, thức trắng đêm. Mờ sáng ngày 21 tháng 4, chúng tôi đánh thức bộ đội dậy, sắp xếp đội hình tiếp tục cắt rừng đến điểm cao 86, vẫn giữ đúng kỷ luật hành quân. Toàn đội đến vị trí bàn đạp an toàn, ban chỉ huy đội hội ý và quyết định cho anh em tạm dừng, tổ chức một bộ phận cảnh giới, một bộ phận bí mật nấu ăn, lực lượng còn lại làm công tác chuẩn bị hành quân vượt đơn 7 vào buổi chiều. Hội ý xong, tôi chỉ huy các bộ phận triển khai theo kế hoạch. Bộ phận thông tin mở máy liên lạc với trung tâm phòng quân báo quân khu. Anh Say viết điện báo cáo gửi đại bàng, chim én đã đến điểm cao 86, tình hình tư tưởng bộ đội tốt, 2 giờ chiều nay hành quân bám đường, tối sẽ vượt đường 7 theo kế hoạch. 14 giờ chiều, chúng tôi tiếp tục hành quân. Theo kế hoạch, tôi và Đực Dương cắt đường đi trước, dự định vượt đường 7 ở đoạn giữa Phum Can Đam và Phum Sa La. Trước khi đi, các bộ phận không quên xóa sạch dấu vết tại vị trí ém quân. Chúng tôi cắt qua rừng tre gai, luôn dưới cánh đồng hoang toàn cỏ hôi, cao lút đầu người. Trên bản đồ, theo dự kiến sẽ có một tràng cỏ mà đội phải vượt qua.
khi tổ trinh sát ra đến mép tràng thì nghe phía trước có nhiều tiếng người, cho đội hình lùi lại vài trăm mét ém tại chỗ. Ban chỉ huy đội cùng bộ phận trinh sát tiếp cận mục tiêu quan sát, không phải tràng cỏ mà là cánh đồng có rất nhiều người đang canh tác cây bừa, vài người nào cũng mang súng. Sau khi cho rằng những người đang cày bừa là lực lượng vũ trang địa phương của Pol Pot, chúng tôi ém quân tại chỗ, chờ trời tối sẽ hành quân tiếp. Dưới cái nắng chiều gay gắt, cả đội ém mình trong bãi cây cỏ hôi, cây gai, mắc ó và gai mọ quạ cào quét vào chân tay rát rạt. Nhiều anh em tỏ ra lo lắng vì tiếng địch mỗi lúc một rõ. Tôi truyền lệnh nhắc nhở tuyệt đối giữ bí mật, không gây ra bất cứ tiếng động dù nhỏ nhất. Không khí rất ngột ngạt. Tôi ngồi khom thấp, mắt nhìn ra hướng lộ 7, thầm đếm từng phút, mong thời gian qua nhanh. Khoảng hơn 17 giờ, mặt trời tụt dần xuống sau các cuộn cây phía tây, chờ bọn địch tháo cày lùa trâu về phum. Chúng tôi băng qua cánh đồng, bám vào bìa rừng sát đường 7. Lúc 20 giờ, bộ phận trinh sát tiến ra mặt đường. Đường vắng, chúng tôi chỉ huy đội hình vượt đường, tổ chức xóa dấu vết, rồi tiếp tục hành quân. Đi khoảng một cây số thì dừng lại nghỉ, lấy sức 15 phút. Sau đó hành quân tiếp đến điểm dừng chân trong khu rừng già, cách đường 7 chừng 5 km về hướng đông bắc thị trấn Mimot thì dừng lại. Tại đây, đội vận tải của tiểu đoàn trinh sát 47 gồm 14 cán bộ chiến sĩ bàn giao toàn bộ hàng hóa rồi vội vã quay trở lại, vượt đường 7 trước khi trời sáng. Phút chia tay xúc động, trong lặng lẽ, các anh nắm chặt tay chúng tôi không nói nhiều, nhưng trong mỗi chúng tôi đều thầm mong người trở về và người ở lại đều hoàn thành nhiệm vụ và bình an. Sau này tôi được biết đội vận tải trở về không thuận lợi như lúc đi. Sau khi chia tay chúng tôi, đội khẩn trương quay trở lại ngay trong đêm 21 tháng 4, vượt đường 7 an toàn. Khi toàn đội hình hành quân qua cánh đồng cách đường 7 về phía đông khoảng hơn 1 km, thấy mọi người đã thấm mệt, chỉ huy đội lệnh cho anh em tạm dừng nghỉ, lấy sức sáng mai hành quân tiếp. Không hiểu trong lúc nghỉ xoay người qua lại thế nào mà anh Sơn, quê ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, làm trái đạn mini đeo trên người phát nổ. Sơn hy sinh tại chỗ, chiếc la bàn duy nhất của đội bị vỡ nát. Chỉ huy đội vận tải phải lệnh cho toàn đội nhanh chóng di chuyển khỏi vị trí vì sợ địch nghe tiếng nổ đưa lực lượng đến thăm dò. Thi thể của Sơn phải chôn tại nơi hy sinh, không còn la bàn làm phương tiện xác định phương hướng cắt rừng. Đội vận tải phải nhìn mặt trời để định hướng, tìm đường về căn cứ, vừa đi vừa tránh địch. Sau 5 ngày, đội mới về đến nơi an toàn. Vị trí đội vận tải trở về cách điểm vượt biên giới lúc đi cả chục cây số. Chia tay đội vận tải, chúng tôi tổ chức ngủ tại điểm tạm dừng. Khu rừng già yên tĩnh, không tiếng buông thú, không tiếng súng. Trời sáng dần, tôi cảm thấy yên tâm vì nghĩ rằng bộ phận vận tải đã vượt lộ an toàn. Sáng ngày 22 tháng 4, mọi người thức dậy lo cất giấu hàng hóa và nấu ăn. Anh Say viết điện báo về trung tâm với nội dung gửi đại bàng: chim én đã qua đường 7 an toàn, bộ phận vận tải đã quay về trong đêm. Hiện chim én ở tọa độ X, đang cất giấu hàng và tiếp tục hành quân theo kế hoạch. Sau khi làm nhiệm vụ chôn giấu hàng hóa dự trữ, ăn uống, xóa dấu vết xong, đội chim én lại hành quân. Cái nắng cuối mùa khô ở Campuchia rất gay gắt. Anh em mang vác nặng, luôn rừng dưới trời nắng, không một chút gió, nên hao tổn sức rất nhanh. Lượng nước mang theo sau vài giờ đã uống gần hết. Xem bản đồ, phải luôn rừng vài tiếng nữa mới đến điểm có nước. Tôi cho đội tạm dừng nghỉ lấy sức. Trong lúc nghỉ, Xanh Xà Riêng phát hiện có tổ ong mật rất to. Anh đốt điếu thuốc dê, thuốc lá cuốn, buộc vào đầu cành cây đưa về phía tổ ong.
Khói thuốc làm lũ ong bay đi. Anh trèo lên giật tổ ong xuống. Đang mệt và khát, anh em toàn đội mỗi người được chia một chút mật ong non, ai cũng thích. Đang ăn mật ong, bỗng anh say phát hiện thiếu Paoyen. Chiếc ba lô của Paoyen vẫn còn ngay ngắn dưới gốc cây, nhưng người thì không thấy. Ban chỉ huy vội hội ý, dự đoán có hai khả năng. Thứ nhất là Paoyen đi tìm nước, tìm ong. Thứ hai là chạy về với địch. Paoyen vốn nằm trong danh sách bị Pol Pot thanh trừng, theo Hun Sen chạy sang Việt Nam, còn có thể chạy về với địch không? Từ nơi chúng tôi tạm dừng ra đến vùng địch cũng phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ. Chúng tôi quyết định ở lại chờ Paoyen thêm một tiếng nữa. Nếu không thấy, sẽ tổ chức di chuyển đội hình. Cả đội tàn ra, bố trí đội hình sẵn sàng chiến đấu, chờ đợi Paoyen trong tình trạng căng thẳng. Sau gần một tiếng đồng hồ, trời bỗng chuyển rồng gió và mưa ập tới. Mọi người căng áo mưa, lấy nước uống. Đang khát, được uống nước mưa thỏa thích, ai cũng khỏe, tỉnh táo hơn. Mưa dứt, đang chuẩn bị di chuyển thì nghe tiếng thấy ba tiếng cú kêu. Tôi đáp lại hai tiếng cú theo mật khẩu cộng tròn là 5. Tiếp sau đó là hai tiếng cú, tôi lại đáp lại 3. Rồi từ bụi cây gần đó, Paoyen hiện ra, quần áo ướt sũng, mạch bật đi. Tôi hỏi, đi đâu vậy? Paoyen vẫn chưa hoàn hồn. Khi các anh bắt ong, tôi nghĩ nơi ong làm tổ là nơi có nước, nên liều đi tìm nước uống. Đi một lúc, không hiểu sao bị mất phương hướng. Khát, đói, lại sợ các anh bỏ rơi, tôi hoảng loạn. Mãi đến khi trời mưa, được uống nước mưa, tỉnh táo lại, tôi mới cắt được về đây. Anh nói thêm, thật mừng vì các anh còn chờ tôi, nếu không tôi chết khô trong rừng mất. Anh say nói, thôi, về đến đây là mừng rồi. Nhưng Paoyen và toàn đội phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm, không được tự do bỏ đội hình, đặc biệt là khi chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ luồn sâu trong vùng địch. Anh Paoyen sau này còn đi các đợt tiếp theo với chúng tôi nữa. Sau ngày 7 tháng 1 năm 1979, anh tham gia quân đội Campuchia, làm đến chức đại tướng, cố vấn bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giải được cơn khát, hết lo lắng thì Paoyen trở về an toàn, chúng tôi tiếp tục hành trình. Chiều cùng ngày, đội hình đi đến cánh rừng già phía tây bắc 11, gặp một con suối, cuối mùa khô nhưng vẫn còn nước. Trời sập tối, chúng tôi quyết định dừng nghỉ qua đêm. Mọi người tranh thủ tìm nơi căng tăng mắc võng và luân phiên nhau xuống suối tắm giặt. Ban chỉ huy đội cũng chọn một vị trí gần suối để mắc võng, nấu nước pha trà uống. Tôi tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, đi kiểm tra quanh vị trí tạm dừng. Vòng xa một chút, tôi phát hiện trong cánh rừng có nhiều hầm trú ẩn, đường giao thông hào đá cũ. Tôi nghĩ rằng có thể đây là căn cứ cũ của quân giải phóng Việt Nam chiến đấu ở chiến trường Campuchia trong những năm cuối của kháng chiến chống Mỹ. Sau khi toàn đội ăn cơm chiều xong, chúng tôi tổ chức sinh hoạt, nhắc nhở anh em thực hiện nghiêm các quy định giữ bí mật và thông báo kế hoạch nhiệm vụ của ngày mai. Buổi tối trong rừng xuống rất nhanh, sau mấy ngày mang vác nặng, cắt rừng hành quân trong nắng nóng, trừ số anh em gác, còn lại đều ngủ rất ngon. Tôi cũng chợp mắt được một giấc dài, tỉnh dậy trời đã sáng. Các bộ phận đã dậy nấu ăn và chuẩn bị cho một hành trình mới. 7 giờ ngày 23 tháng 4, anh say viết điện báo về trung tâm. Số 3 TK gửi đại bảng, chim én đã ở toàn đội N, tình hình toàn đội tốt. Hôm nay 23 tháng 4 tiếp tục di chuyển theo kế hoạch. Chúng tôi tiếp tục hành quân lên đường lúc 8 giờ 30 phút sáng, hướng đến điểm cao 50. Di chuyển được hơn một tiếng đồng hồ, bộ phận trinh sát phát hiện phía trước có một tràng trống. Phía bên kia tràng có nhiều nhà tranh cất thành từng dãy liền nhau. Trên bản đồ mang theo không có khu dân cư này. Phán đoán đây là khu định cư mới của những hộ gia đình
bị bọn Pol Pot cưỡng chế từ thủ đô, thị xã, thị trấn về xây dựng công xã tại vùng rừng núi hẻo lánh. Tôi đề nghị cắt rừng tránh khu dân cư, tiếp tục tiến về điểm cao 50. Do phải cắt tránh địch trong điều kiện ban ngày nên chúng tôi di chuyển khá chậm. Đến chiều tối mà đội vẫn chưa đếm được vị trí đã định làm căn cứ bàn đạp. Trời bỗng nổi dông và đổ mưa, ban chỉ huy đội quyết định dừng nghỉ qua đêm. Do trời mưa, các bộ phận chưa kịp nấu cơm thì trời đã tối. Sợ nấu cơm có ánh lửa dễ bị lộ, chúng tôi quyết định chỉ ăn lương khô và cơm sấy trộn nước mưa. Sáng ngày 24 tháng 4, đoàn người lại tiếp tục cắt rừng. Đến gần 3 giờ chiều thì đến điểm cao 50. Ai cũng mệt và khát, nhưng để có nước uống thì phải đi thêm khoảng hơn 1 cây số nữa mới có suối nước. Ban chỉ huy đội quyết định cử một tổ đi lấy nước. Tổ do tôi chỉ huy. Dự kiến thời gian đi lấy nước cả đi lẫn về khoảng 2 tiếng đồng hồ là tối đa. Nhưng thực tế không phải như vậy. Chúng tôi tìm đường đến bờ suối, xuống lấy được mấy bọc nước, vác về đến nửa đường thì phát hiện để quên một chiếc bi đông đựng nước ở bờ suối. Nếu không quay lại lấy, ngày hôm sau dân hoặc địch phát hiện thì rất nguy hiểm. Tôi quyết định cho anh em quay lại lấy chiếc bi đông. Hơn 7 giờ tối, tổ lấy nước mới về đến vị trí tạm dừng. Lại vì đêm đã xuống, chúng tôi không thể đốt lửa nấu cơm, lại một đêm ăn lương khô và cơm sấy ngâm trong nước. Mờ sáng ngày 25 tháng 4, tôi đánh thức anh em trong đội dậy nấu ăn. Sau đó các bộ phận triển khai nơi ở. Ban chỉ huy đội hội ý thống nhất chọn cao điểm 50 làm căn cứ bản đạp. Toàn đội được nghỉ 2 ngày để lấy lại sức. Sau đó triển khai lực lượng do tìm móc nối lực lượng ly khai của Campuchia để bảo vệ bí mật của căn cứ. Chúng tôi yêu cầu các bộ phận phải tuyệt đối tuân thủ các quy định như đã huấn luyện ở trong nước. Việc đi lấy nước phải tổ chức chặt chẽ, mỗi ngày chỉ đi lấy nước một lần, mỗi lần cắt một đực mới và xóa kỹ dấu vết, không để địch phát hiện. Sau khi triển khai công việc, chính trị viên Nhữ Xuân Xanh soạn biết điện thứ tư gửi về trung tâm. Nội dung: gửi đại bàng, chim én đang ở điểm cao 50 tọa độ Z, tình hình tư tưởng anh em trong đội tốt. Chiều 25 tháng 4, chúng tôi nhận được lệnh của trung tâm, nội dung: gửi chim én, cấp trên biểu dương tinh thần của toàn đội, mong các đồng chí giữ vững quyết tâm, chúc các đồng chí khỏe, đại bàng. Nội dung bức điện của trung tâm làm cho anh em trong đội không có cảm giác đơn độc, rằng chúng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt dưới sự theo dõi chỉ đạo sát sao từ trong nước. 15 giờ chiều ngày 27 tháng 4, toàn đội đang nằm nghỉ thì bỗng nghe tiếng súng nổ cách vài trăm mét. Tất cả bật dậy, nhanh chóng thu tăng võng, đồ đạc chuẩn bị chiến đấu. Từ xa vọng lại tiếng người nói láo sóng. Liền sau đó, chúng tôi thấy một bầy khỉ đu cây chạy vào gần đội hình của đội. Bọn địch đi săn thú, tôi thoáng nghĩ và nói nhanh với anh em: địch đi săn thú, tất cả nằm im, tuyệt đối không nổ súng. Nếu tên nào vào đội hình thì dùng võ thuật bắt sống. Hình như lũ khỉ phát hiện ra chúng tôi, chúng băng sang hướng khác. Mấy tên địch đi săn chạy bám theo lũ khỉ. Vậy là căn cứ của đội vẫn giữ được bí mật. Chiều xuống nhanh, chúng tôi cho anh em khẩn trương nấu ăn trước khi trời tối. Ngày 28 tháng 4, chúng tôi tổ chức lực lượng đi móc nối lực lượng Pol Pot ly khai. Kịch bản tiếp xúc móc nối là: đội trưởng Meat Haon đóng vai chỉ huy của nhóm ly khai, tôi và các đội viên khác đóng vai cấp dưới. Khi gặp dân, anh Meat Haon phải lên tiếng trước, tìm cách giữ họ lại và giới thiệu mình thuộc lực lượng ly khai chống Pol Pot. Tiếp đến là thông báo với họ chúng tôi đang tìm liên lạc với những người chống lại chế độ diệt chủng. Những ngày sau đó, theo kế hoạch, chúng tôi bí mật tỏa rộng ra khu vực xung quanh điểm tạm dừng khoảng 4-5 cây số, không gặp được người dân nào, cũng không gặp địch. Thỉnh thoảng mới nghe tiếng súng tiểu liên từ
từ rất xa vòng lại. Một hôm, khi đến một con suối cạn, bí mật dừng lại quan sát, tôi thấy một cái xác cá. Tôi xác định gần con suối này có dân, nhưng đang là cuối mùa khô, suối không có nước, nên dân không ra bắt cá, lại về điểm tập kết chờ. Mấy ngày sau, trời mưa to, tôi nói với anh Mehat Aun ra lại xa cá xem sao. Đúng như dự đoán, chúng tôi thấy có 4 người dân tiếp cận. Anh Mehat Aun nói bằng tiếng Khmer là muốn nói chuyện với họ. 4 người tỏ ra rất sợ, tính bỏ chạy, nhưng thấy xung quanh đều có người của ta nên đứng im. Anh Mehat Aun hỏi và được biết họ là các xã viên của công xã được ăn ca giao đi bắt cá, một ngày được cấp một lon gạo. Anh Mehat Aun giải thích ngắn gọn để họ hiểu là muốn móc nối lực lượng chống lại tập đoàn phản động Pol Pot. Mấy người dân trả lời rằng 5 ngày sau sẽ gặp lại tại xa cá này, sau đó xin trở về Phung. Trong lúc mọi người nói chuyện, tôi đứng lùi lại, dương ống nhòm quan sát xung quanh, nhòm đi nhòm lại giống như người chụp ảnh. Dân tường được chụp ảnh, nhìn anh Mehat Aun có ý hỏi. Thấy vậy, Mehat Aun giải thích, bây giờ chụp cái ảnh để giữ lại, sau này cách mạng thành công thì nhớ đến các anh. Anh còn yêu cầu họ, chờ chúng tôi đi khuất vào trong rừng thì mọi người hãy về. Nói xong, chúng tôi đi vào rừng. Đến bìa rừng tôi quay lại, những người dân cũng đang vội vã rời xa cá. Vậy là bước đầu đã gặp được dân. Ban chỉ huy đội hội ý và dự kiến nhiều tình huống khi đi gặp dân theo lời hẹn. Tình huống thứ nhất, dân không ra, ta bí mật rút về căn cứ, không để lộ đường rút. Tình huống thứ hai, dân móc được lực lượng ly khai, Mehat Aun trao đổi nhanh và hẹn gặp tiếp lần sau. Tình huống thứ ba, dân báo cho Linh Pol Pot, chúng tổ chức vây bắt, ta tổ chức đánh trả, bí mật rút về điểm tập kết, sau đó toàn đội di chuyển đến vị trí mới. Đúng hẹn, chúng tôi đến xa cá, gặp lại mấy người dân hôm trước. Thật ra, tôi đến vị trí hẹn trước một ngày. Tôi mang mìn gài phía từ xa cá vào bìa rừng, phòng khi dân báo cho lính Pol Pot và bị phục kích. Tình hình ở Campuchia lúc này rất phức tạp. Cả hai bên còn thăm dò nhau, chưa thể tin ngay được. Chúng tôi luôn phải tính toán đến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đầu óc lúc nào cũng căng lên, cảnh giác cao độ, khôn khéo xử lý các sự việc, rất mệt. Mình chuẩn bị kỹ như vậy, nhưng hôm dẫn đến không có chuyện gì. Hai bên nói chuyện vui vẻ, họ nói sẵn sàng đi theo lực lượng ly khai ra căn cứ chống Pol Pot. Chúng tôi hẹn sẽ liên lạc tiếp rồi chia tay. Những hoạt động của đội đều được báo về trung tâm và đều nhận được những chỉ thị tiếp theo. Lương thực thực phẩm mang theo ngày một cạn dần. Ngày 7 tháng 5, ban chỉ huy đội cử một tổ quay lại điểm cất giấu lương thực thực phẩm ở Bắc Đường 7 để chuyển về căn cứ bản bạc sử dụng trong những ngày tiếp theo. Tổ quay lại lấy lương thực thực phẩm do anh Say chỉ huy. Trên đường chuyển lương thực thực phẩm trở về, lúc đi qua một nhánh suối, bất ngờ gặp một toán trẻ em khoảng từ 13 đến 15 tuổi đang đi bắt cá mò ốc. Có em nhìn tổ chăm chú, có em hỏi các anh từ đâu đến, sao không bắt cá nữa mà rủ nhau về phôm luôn. Anh Say về thuật lại toàn bộ chuyến đi và đưa ra kết luận, có thể địch đã phát hiện ra tại khu vực có lực lượng khác đang hoạt động, nhưng chưa biết chắc đó là lực lượng nào. Ban chỉ huy đội điện báo cáo tình hình về trung tâm, đặc biệt vấn đề tiếp tế lương thực thực phẩm. Ngày 17 tháng 5 năm 1978, chúng tôi nhận được điện của trưởng phòng quân báo quân khu. Các đồng chí bước đầu đã hoàn thành nhiệm vụ, cần rút kinh nghiệm cho các chuyến tiếp theo. Nhận được điện, chim én quay về nước, hết sức chú ý đảm bảo an toàn, Đại Bàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập 2, đội trinh sát đặc nhiệm chim én trong hồi ký lính chiến của tác giả Hồ Sơn Đại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi.